Xin chào các bạn, mình là Vũ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số tính năng cơ bản của Mixer Digital. Ở đây mình có chuẩn bị một cái Mixer X32 Compact, một box và một lo Gold 7. Okay. Thì khi các bạn muốn control cái Mixer này qua cái laptop hoặc là iPad, thì ở đây mình có sử dụng cái dây mạng cắm ở cổng cổng Ethernet. Thì bạn kết nối trực tiếp vào cái cục Wi-Fi. Khi bạn kết nối với cái cục Wi-Fi á, thì ở trên cái mixer của bạn nó sẽ có cái địa chỉ IP, đó là 192.168.1.12. Thì tương tự vậy, khi mà các bạn ở trên phần mềm iPad á, thì các bạn nhập cái địa chỉ IP nào bạn này vào. Okay. Thì ở trên iPad này các bạn kết nối với cái Wi-Fi, thì ở đây mình đang sử dụng cái cục Wi-Fi lên DrayTest này, thì mình kết nối rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào ở trên phần mềm và nhập đúng cái địa chỉ IP ở trên, nhập đúng cái IP ở trên mixer thì nó hiện ra connect. Thì bây giờ mình có thể sử dụng iPad này để điều khiển từ xe cái mixer. Thì khi mà box kết nối với mixer thì ở trên mixer nó sẽ hiện lên cái model của box là cái S16 này, và mình đang cắm ở box A. Khi mà nó hiện đèn màu xanh như vậy thì kết nối ok nha các bạn. Sau khi kết nối thì bạn có thể trên ở trên iPad này thì ở trên mixer nó sẽ tự động chạy theo đó, channel số 3 này. Ok, tương tự vậy bạn có thể làm ngược lại. Đó, ví dụ channel số 3 này, số 4, số 1. Phần sử dụng mixer digital thì ở đây mình đang có chuẩn bị một cái X32 Compact. Thì dòng M32 hay M32R thì cách sử dụng tương tự. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết ở cái phần mixer này. Thì ở phần mixer thì về cơ bản mình cắm ở sau cái line nào thì mình sử dụng ở trên mixer line đó. Thì giống như ở sau này mình có sử dụng mic pro cắm vào line số 1 và một hai line nhạc cắm vào line số 78. Thì line 78 mình đang mở nhạc luôn rồi. Thì bây giờ cơ bản mình chỉnh mic trước. Thì mic ở này nó có cái nút solo này. Thì đó mình kiểm tra tín hiệu ở trên này. Ví dụ như mình nói alo, xin chào các bạn đó, thì khi mình nói nó chưa re lo nhưng mà nó sẽ hiện tín hiệu ở này để các bạn canh gain đầu vào. Thì cái này man led right thì mình đẩy lên. Thì bây giờ mình sẽ đẩy lên. Thì ở đây mình nói mic alo 1 2, alo 1 2 3 4, alo xin chào các bạn. Thì hiện tại nó đang có tín hiệu rồi. Thì các bạn muốn chỉnh EQ á, thì ở trên này nó có phần EQ này, chọn vào on EQ lên. Ví dụ như tiếng này bass nó hơi nhiều thì các bạn thở lâu kết nó đi. Đấy. Đấy. Còn cái nữa, các bạn muốn gửi FX vào cái channel số 1 này thì đầu tiên các bạn coi FX nó nằm ở chương trình số mấy. Đó, thì ở này hãng họ làm ra ở chương trình 13, 14, 15, 16. Thì bạn bấm bớt vào. Đây là bốn cái chương trình âm phát mà hãng đã làm. Thì bạn muốn gửi phát vào thì bạn nhấn Send on Fader và đẩy từng cái line này. Đó, thì những cái phát này nó đang gửi vào channel số 1. Các bạn có thể làm tương tự với channel nào mà bạn muốn gửi phát vào. Đó, ví dụ như mình đã gửi phát vào, các bạn xem hiệu ứng. Alo, 1 2 6 7. Xin chào các bạn. Đó, tương tự như vậy, bạn có thể gửi vào channel số 2 chẳng hạn. Đó, thì bạn đẩy lên. Ok, còn nhạc. Nhạc thì ở đây mình đang sử dụng line 78. Ở này mình link lại với nhau. Thì bạn đẩy lên. Còn có một vấn đề nữa thì các bạn muốn gửi cái đường mic này vào bus, những cái đường bus mà bạn gắn vào lo, ví dụ như bạn làm monitor hay là sub hay là gì đó thì bạn muốn gửi vào nó, thì
ở đây mình sẽ cắm cái lo vào ở bus 1. Đấy, thì hiện tại mình đã đổi sang lo ở bus số 1. Ví dụ như bus số 1 bạn làm motor chẳng hạn, thì các bạn muốn gửi những cái channel này vào bus 1 á, thì bạn cũng tương tự vậy, nhấn send on folder và gửi nó lên. Cái này còn khi bạn không nhấn send on folder thì cái line này nó sẽ là tổng, lay tổng của cái đường motor. Ví dụ như khi mà nó hiện cái đèn màu đỏ này thì nó đang rề, nghĩa là nó không ăn que cái line này. Ví dụ bạn bỏ line này đi, bạn nói nó vẫn có. Alo 1. Alo 1 2 2 6 7. Thì bạn nói nó vẫn có, thì bạn muốn bỏ nó đi thì bạn vào cái phần send này. Đó, ở dưới này. Bạn cho nó là bot folder. Thì giờ bạn nói nó sẽ không có nữa. Alo, bạn đẩy line này lên. 2 2 6 7 2. Còn về cái phần send ad fact vào cái đường bus này, cũng có rất nhiều bạn hỏi. Thì thao tác bạn sẽ làm select vào cái bus mà bạn muốn gửi ad fact vào. Ad fact return. Send on folder. Các bạn đẩy mấy cái line này lên. Thì bây giờ các bạn xem hiệu ứng nó có ở trên bus 1. 2 2 6 7 8. Như vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn một số kinh nghiệm để setup mixer X32 Compact. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại câu hỏi.